đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi tiết lộ chi phí khủng của lễ hội cưới sẽ gấp nhiều lần đám cưới mình. Ráo riết chuẩn bị cho sinh nhật đầu tiên của con trai và lễ hội cưới khủng, Lâm Khánh Chi chia sẻ ý nghĩa sau hành động chi mạnh tay này. Lâm Khánh Chi và chồng luôn khiến công chúng ngưỡng mộ và tin vào tình yêu đẹp của những người chuyển giới. Cuộc sống của nữ ca sĩ thêm trọn vẹn khi đã có một con trai gần 1 tuổi. Sắp tới đây, bà mẹ chuyển giới sẽ thực hiện dự án lễ hội cưới lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Sau thời gian chuẩn bị, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ với chúng tôi về kế hoạch thực hiện dự án này. Còn khoảng 4 tháng nữa, lễ hội cưới sẽ được diễn ra như chị từng chia sẻ trước đó. Chị có thể chia sẻ đôi chút về tiến độ thực hiện tính đến thời điểm này. Tôi đã chọn được nơi tổ chức họp báo để công bố dự án này cho báo giới và người hâm mộ vào ngày 16 tháng 7, tại một địa điểm tổ chức hội nghị sang trọng tại thành phố. Đó cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Thay vì làm sinh nhật cho riêng mình, thì tôi sẽ làm buổi công bố dự án và tiếp tục nhận đăng ký từ những cặp đôi muốn tổ chức đám cưới. Số lượng hiện tại tôi đã tìm được là 3 cặp, tôi vẫn tiếp tục lên kế hoạch tìm hiểu các cặp đôi và tuyển chọn thêm. Đây sẽ là ngày công bố dự án lễ hội cưới tập thể của cộng đồng LGBT lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Tại buổi ra mắt, không chỉ có báo giới, những cặp đôi có ý định đăng ký mà kể cả những người muốn tìm hiểu hoặc chỉ đơn giản là chúc phúc cho các cặp đôi cũng có thể đến tham dự. Điều kiện để các cặp đôi tổ chức đám cưới là đã có thời gian yêu nhau tìm hiểu từ 3 năm trở lên với thông điệp yêu là phải cưới. Được biết lần này, chị dự định về tổ chức lễ cưới cho 10 cặp đôi cũng là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình. Với quy mô hoành tráng đến vậy, chắc hẳn chi phí sẽ không phải con số nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã tìm được địa điểm tổ chức, có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Vì là tổ chức đến 10 cặp, cộng thêm vợ chồng tôi nữa nên mức độ hoành tráng của sân khấu, khói lạnh, nến hoa, màn hình LED sẽ phải gấp 3 lần so với đám cưới của tôi. Tôi ước tính sân khấu nơi tổ chức sẽ phải có bề ngang lên tới 25m mới đủ để các cặp đều được đứng trên sân khấu một cách long trọng nhất. Kéo theo đó, chi phí cũng phải tăng lên với con số tôi chưa thể nói chính xác được. Hiện tại, lên đến hơn 2 tỷ đồng và chắc chắn sẽ còn nhiều khoản phát sinh trong thời gian chuẩn bị. Mỗi năm tổ chức một lần với phần chi phí khủng như vậy, Lâm Khánh Chi có kêu gọi các nhà tài trợ hoặc đã nhận được sự ủng hộ nào chưa? Điều này khiến tôi rất đắn đo, tôi sợ mọi người đánh giá mình làm việc này để kinh doanh. Tôi làm hoàn toàn từ tâm và không có chút lợi nhuận cho bản thân. Tuy nhiên, nếu có các đơn vị tài trợ, tôi sẽ để họ với tư cách là cùng đồng hành làm công việc này giúp xã hội tốt đẹp hơn và giúp cộng đồng LGBT được mọi người xem trọng. Hiện tại thì tôi vẫn đang chủ động trong mọi khâu chuẩn bị và chưa có sự tài trợ nào. Để tổ chức một đám cưới hạnh phúc cho một đôi thì chắc hẳn mọi người cũng hiểu khó khăn như thế nào trong giai đoạn này, huống chi là tổ chức đến 10 cặp. Nhưng Khánh Chi đã nói vì mong muốn giúp mọi người cũng được hạnh phúc như mình nên tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi cũng rất biết ơn và rất vui nếu các đơn vị, cơ sở, các mạnh thường quân muốn đồng hành hay tài trợ cho chương trình này. Đó sẽ là một nét nhân văn, một nét son nhân ái rất lớn cho chương trình. Trước khi thực hiện lễ hội cưới đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sắp tới Khánh Chi còn tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con trai. Vậy về chi phí lẫn thời gian có khiến chị gặp khó khăn? Sinh nhật đầu tiên của con trai Khánh Chi vẫn sẽ tổ chức rất long trọng, hoành tráng. Vì sự có mặt của con trai không chỉ là mơ ước của riêng tôi, niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi, mà còn là niềm vui của hai bên gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn xác định rõ ràng đây là việc riêng của Khánh Chi và gia đình. Còn chương trình tổ chức đám cưới cho các cặp đôi hoàn cảnh trong cộng đồng LGBT lại là một việc khác. Việc này tôi đã ấp ủ từ lâu, sau khi có được hạnh phúc thật sự tôi càng nôn nóng muốn làm điều này cho cộng đồng, mình nói riêng và cho các cặp đôi nói chung. Tôi đã lên ý tưởng hơn nửa năm nay vì tôi càng quyết tâm phải giúp mọi người hạnh phúc như mình. Dù rất bận rộn với quỹ thời gian gần như sát sao cho công việc, gia đình, phải nhất là con trai tôi, nhưng Khánh Chi cùng ông xã rất may mắn vì còn có những người bạn, ekip cùng tâm huyết giúp đỡ Khánh Chi thực hiện giấc mơ này. Điều gì khiến chị ấn tượng tâm đắc nhất khi quyết định khởi xướng chương trình tổ chức đám cưới cho các cặp đôi? Điều Khánh Chi tâm đắc nhất khi quyết định thực hiện ước mơ này, đó là mình được thấy sự hạnh phúc của các cặp đôi LGBT hân hoan viên mãn trong ngày trọng đại của đời họ. Nhìn thấy họ được trải qua cảm giác giống như tôi và ông xã trước đây. Đây sẽ là niềm tự hào của cộng đồng với thông điệp, dù bạn sinh ra như thế nào thì bạn vẫn có quyền được sống hạnh phúc như mọi người. Hãy là chính mình, yêu hết mình và tin vào tình yêu thật sự nơi mọi ranh giới và giới tính đều không còn quan trọng. Khác về các lễ hội cưới khác, lễ hội cưới này chỉ tập trung vào cộng đồng LGBT, dù vẫn có những cặp yêu nhau bình thường và được thực hiện mỗi năm.
Thông qua hành động này, tôi muốn góp phần nói lên tiếng nói của cộng đồng. Chúng ta có quyền yêu, có quyền được sống với con người mình, và đã yêu là phải được quyền cưới. Nhã Phương hạnh phúc khoe ảnh cả gia đình đi du lịch, thân hình thon thả vắng mặt Trường Giang. Trên trang cá nhân, bà xã Trường Giang vừa chia sẻ loạt ảnh cả gia đình đi du lịch cùng nhau. Dòng trạng thái của Nhã Phương gây chú ý bởi tình cảm yêu thương và kính trọng mà cô dành cho ba mẹ và người thân. Mới đây, trên Facebook, ba mẹ một con Nhã Phương đăng tải những hình ảnh cả gia đình trong một chuyến đi du lịch Covid. Ngày trước, chị Chăm Chăm đi làm, mỗi lần đến ngày cả nhà tụ lại thì thường vắng mình, lúc thì đang trên xe đi Hạ Long. Lúc thì còn đang bên hàng, lúc thì má ơi con đang bận nha, đến khi nhìn lại thấy ba má đã không còn khỏe như xưa, chị em thì đã có gia đình riêng hết cả. Để đông đủ thật khó, giờ bản thân không cầu gì, chỉ mong ba má anh chị em có nhiều sức khỏe bình an để đi cùng nhau thật dài. Cả nhà luôn bên má nè, không có gì để sợ, chỉ sợ không thể đi cùng nhau. Chia sẻ của nữ diễn viên Trạng Quỳnh nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đến tình cảm yêu thương chân thành và sâu sắc mà cô dành cho ba mẹ mình. Với Nhã Phương, điều cô mong ước nhất ở hiện tại không phải là cho bản thân, mà lòng mong cho ba má, anh chị em trong nhà luôn khỏe mạnh, bình an để đi cùng nhau thật lâu. Những hình ảnh mới nhất của Nhã Phương cho thấy nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của bà mẹ một con. Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang, cặp đôi đã có với nhau một công chúa dễ thương và đang có cuộc sống hạnh phúc. Những hình ảnh này của Nhã Phương khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm, bởi sau nhiều buồn đau và nước mắt, Nhã Phương của hiện tại đang rất vui vẻ và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, trong chuyến đi này lại thiếu mất ông xã cô là danh hài Trường Giang, khiến không ít cư dân mạng thắc mắc, anh Giang đâu, sao không thấy đi chung với chị? Một dịp quan trọng như thế này mà mười khó vắng mặt thì thật khó hiểu. Liệu có phải Trường Giang đang đứng sau chụp ảnh làm màu cho mấy chị em Nhã Phương không vậy? Chắc mười khó đang bận chạy xô kiếm tiền nên không đi được rồi. Phía gia đình nhà ngoại, Trường Giang cũng nhận được những lời khen từ mẹ vợ khi anh luôn rất chu đáo lo lắng cho gia đình và các em của Nhã Phương. Ngay từ khi hai người mới tìm hiểu nhau, mỗi dịp Tết Trường Giang và Nhã Phương cùng về Đắk Lắk, lần nào anh cũng mua váy mới tặng cho mẹ Nhã Phương, hay mỗi lần bố mẹ Nhã Phương vào Sài Gòn, Trường Giang đều đưa đón chu đáo và dẫn gia đình đi ăn, đi chơi. Sau 3 năm, Trấn Thành tiết lộ lời cầu hôn Harry Won, xin yêu em nên cấm say no. Hai vợ chồng đã cùng chia sẻ lại kỷ niệm của họ trong ngày cầu hôn. Thời điểm ấy, cả hai hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư với khán giả. Đến hôm nay thì cả hai đã thoải mái rất nhiều trong việc chia sẻ những điều hạnh phúc xoay quanh tình yêu của mình trên mạng xã hội. Vừa qua, hai vợ chồng Trấn Thành và Harry Won cùng đồng loạt đăng tải những bức ảnh tại buổi cầu hôn của họ cách đây 3 năm. Vào ngày 12 tháng 7, 2016, nam MC đã bí mật chuẩn bị mọi thứ và ngỏ lời ngọt ngào với nữ ca sĩ. Dù khi ấy cả hai chỉ mới hẹn hò được vài tháng, nhưng Trấn Thành vẫn quyết định Harry Won chính là vợ, là người phụ nữ, đồng hành với anh trong tương lai. Nam diễn viên hài lầy lội, ngày này 3 năm trước bày đặt dạy dột làm soái ca ngôn tình đồ, bây giờ trả giá cả đời nghe con, cho mày chừa, lớp du bà xã. Còn phía giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn có vẻ bồi hồi, hình như ngày ấy ông ấy điên rồi, 12 tháng 7, 2016. Đây là lần đầu tiên cặp đôi này công khai những khoảnh khắc kỷ niệm ở lễ cầu hôn. Thời điểm ấy, mọi hình ảnh đều được giấu kín vì Trấn Thành và Harry bị ném đá nặng nề vì nghĩ rằng nữ ca sĩ phản bội Tiến Đạt. Cả hai để mọi thứ trong bí mật vì không muốn mọi chuyện bị xôn xao hơn nữa, không muốn gặp thêm những lời chỉ trích từ dư luận. Đến hôm nay, khán giả mới biết rằng nam MC đã thực hiện một poster lớn với lời cầu hôn chẳng thể dằn mặt hơn được, xin yêu em nên cấm say no. Đọc được dòng chữ này thì chắc chắn chẳng cô gái nào phũ phàng đến mức từ chối. Điều gì đến cũng đến, Harry Won đồng ý và đến nay họ đã có cuộc sống hôn nhân cực hạnh phúc. Cặp nhẫn do anh chuẩn bị để cầu hôn đối phương. Là người tinh tế và tâm lý nên Trấn Thành có thừa những điều lãng mạn để dành cho người mình yêu. Các nghệ sĩ cũng thích thú khi thấy cả hai chia sẻ kỷ niệm cũ. Họ là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt, trải qua bao nhiêu sóng gió rào cản. Thì đến hôm nay Trấn Thành Harry đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mọi người đang háo hức để được nghe cặp đôi thông báo tin vui con cái.
Mới hơn 2 tuổi, con gái Hải Băng đã gây sốt, xinh trong veo như công chúa lại còn biết tạo dáng chuyên nghiệp. Dù còn bé nhưng bé Kem, con gái Hải Băng thành đạt, được dự đoán sẽ là mỹ nhân trong tương lai khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng vừa đăng tải loạt ảnh con gái lớn thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Có thể thấy, mặc dù mới hơn 2 tuổi nhưng bé Kem, con gái nhà thành đạt Hải Băng, đã biết cách tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính với những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Bé Kem diện một chiếc váy hồng, tay cầm hoa yêu kiều như một nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Sau vài phút đăng tải, loạt ảnh đáng yêu nhận về nhiều lời khen ngợi. Nhiều người còn đồn đoán cô bé có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai. Không giấu được niềm hạnh phúc và vui sướng, bà mẹ ba con viết, nhìn em có vẻ như muốn cất em vào tủ kính. Nhưng với cái tánh của em mà bỏ em vào tủ kính là em đập nát cái tủ luôn quá, công chúa của mẹ. Được biết, từ bé con gái Hải Băng đã rất năng động nhưng lại sống tình cảm và hết lòng yêu thương em nhỏ. Vẻ đẹp trong veo ngây thơ của con gái lớn nhà thành đạt Hải Băng khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi. Với đôi mắt tròn, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, bé Kem như nàng công chúa lạc giữa vườn hoa. Cô bé thường xuyên được mẹ cho diện những chiếc váy hồng và làm tóc vô cùng nữ tính. Mới hơn 2 tuổi, nhưng Hải Băng chia sẻ con gái sống rất tình cảm, yêu thương em và vô cùng tinh nghịch. Ba nhóc tỳ xinh xắn đáng yêu nhà vợ chồng Hải Băng thành đạt khiến khối người ngưỡng mộ.